yo sí, la no voy a choco. Nó qua cổng này rất là khéo nha các bạn. Ở đây còn 3 chiếc, nhưng mà đằng sau đó nó là những chiếc rất là to. Những chiếc siêu to khổng lồ thì nó được xếp dưới cái loại mà dạng đi sau cùng đó các bạn, để nhường như tất cả các phương tiện khổng với lại các phương tiện nhỏ đi trước. Cái lòng sóng đây nó cũng khá là to nữa các bạn. Cái lực hút của nước nó rất là cao cho nên qua cống nó bị hút lại á. Chiến dịch có khi nó đạp không bị tụt nước đó, thì nó khó rất là khó qua. Đây đây, chiếc đèn mới to này các bạn. Quá đẹp luôn, chiếc xe này quá đẹp. Từ di chuyển lên thì phía trước nó bị dính lại, đang vẫn còn ve tới ve luôn rất là nhiều. Khi mà đi qua này bị khúc các bạn. Dài, nó dài hơn cái cống nữa các bạn. Cái chiều dài của chiếc xà lan này nó so với cống này là nó dài hơn rất là nhiều. Xiết nha các bạn. Đây rồi các bạn. Cho nên tất cả những phương tiện mà lượt lên lượt xuống gì nó cũng rất là khó.
trời dữ vậy ta. Thank you.